Anh chị em thân mến, ai trong chúng ta cũng đều biết Thánh Giuse được chọn làm bổn mạng giáo hội hoàng vũ trên thế giới. Và tại Việt Nam này, nhiều họ đạo từ Bắc chí Nam và nhiều người trong chúng ta cũng đã chọn Thánh Giuse làm thánh bổn mạng. Chúng ta luôn có lòng sùng kính rất lớn đối với Thánh Giuse. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 lễ Thánh Giuse thợ, một công nhân. Ngày lễ này được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 giới thiệu vào lịch phụng vụ năm 1955, hướng tất cả mọi người chúng ta về một người thợ, một người thợ khiêm nhường. Những lời trong kinh Thiền Tụng mà chút nữa đây chúng ta sẽ nghe dành riêng cho Thánh Giuse gợi hứng cho những suy nghĩ của chúng ta hôm nay. Thứ nhất, Thánh Giuse, người công chính mà Chúa đã cho làm bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Ở đây, Thánh Giuse được công nhận là một người công chính. Sự phong phú của thuật ngữ công chính này vượt ra ngoài cái lĩnh vực tài chính. Tài chính là không có gian với tham, công chính. Còn trong Kinh Thánh, người công chính đó là người trọn vẹn, là một người hớn hở và cởi mở. Người công chính được khen ngợi vì người công chính không nhìn mình trước, mà trên hết và trước hết, người công chính nhìn vào Đấng đã tạo ra mình, Đấng mà người công chính phục vụ. Đấng đó chính là Thiên Chúa, Đấng tạo ra, Đấng bảo vệ người công chính. Thánh Giuse, người công chính, đã không bất động, đã thể hiện mình là ai, đã phục vụ Đấng tạo ra mình như thế nào. Như Thánh Matthew và Thánh Luca đã kể ra cho chúng ta trong Tin Mừng, người công chính đã nghe lời Chúa, đã vâng lời Chúa chào đón bà Maria thành Nazareth về làm vợ của Ngài. Đối với Maria, người công chính Giuse không chỉ cưới cô gái trẻ mà Ngài yêu thương, mà còn là đảm nhận cái sứ mệnh mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Thánh Giuse. Điều này từ cái chỗ mà người công chính được làm bạn trăm năm Đức Trinh Nữ theo chương trình của Thiên Chúa đã khiến cho Thánh Giuse trở thành người tôi tớ trung tín và khôn ngoan. Chúng ta đến điểm thứ hai, Thánh Giuse đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Vai trò độc đáo của người công chính Thánh Giuse gần bên mẹ Maria và Chúa Giêsu khiến cho thánh nhân trở thành một cái nhân vật đặc biệt. Tất cả các bậc làm cha làm mẹ có mặt ở đây đều biết là cần phải có thời gian và tình yêu để một gia đình phát triển, sống hòa thuận và hạnh phúc. Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse đã hoàn thành cái sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã định. Trong cuộc sống đời thường, chắc chắn là gia đình của Giuse cũng đã biết mùa đông và mùa hè, những thăng trầm, thậm chí là những thắc mắc. Nhưng mà
Thánh Giuse không bao giờ gạt bỏ đức tin, luôn luôn tin cậy vào lời Chúa, được báo mộng ở trong trí thông minh của Ngài. Chúng ta biết rằng Thánh Giuse luôn luôn hiện diện với Chúa Giêsu và mẹ Maria trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Kể từ khi hai ông bà tìm gặp Chúa Giêsu trong đền thờ khi Chúa Giêsu 12 tuổi. Nhưng mà thưa anh chị em, rất tiếc là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phúc âm không kể lại. Thánh Giuse dường như biến mất khỏi hiện trường. Nhưng mà có một câu hỏi được đặt ra, một vấn đề lớn được đặt ra, đó là Thánh Giuse có phải Ngài là một đầy tớ tốt, nhường chỗ cho chủ nhân của mình và Ngài lui lại trong bóng tối phải không? Thưa phải, Thánh Giuse hoàn toàn nhận ra chính mình là ai bằng cách để cho Chúa Giêsu, trao Chúa Giêsu cho thế gian theo cách thế của Thánh Giuse. Đến đây, nếu chúng ta nhìn các cái ảnh tượng về Thánh Giuse thì chúng ta sẽ thấy thường thường các tác giả đã vẽ, các tác giả đã tạc tượng Thánh Giuse là Thánh Giuse ôm Chúa Giêsu, một tay cầm cái huệ trắng. Các tác giả cắt nghĩa rằng Thánh Giuse ôm Chúa Giêsu là để trao Chúa Giêsu cho thế gian. Cho nên Thánh Giuse là một cái hình mẫu cho mỗi người chúng ta. Thánh Giuse ôm Chúa Giêsu trong tay và trao Chúa Giêsu cho thế gian. Thánh nhân đã làm điều đó một cách rất là khiêm nhường, nhưng thật là một cái sứ mệnh cao đẹp khi giới thiệu Chúa Giêsu cho thế gian. Thưa anh chị em, sứ mệnh của Thánh Giuse cũng là sứ mệnh của mỗi người chúng ta ngày hôm nay và mãi mãi, để giới thiệu Chúa Giêsu. Nhưng mà thưa anh chị em, ngày hôm nay trong nhiều sinh hoạt khác nhau, chúng ta cảm thấy có nhiều thử thách trong việc thờ phượng Chúa. Nghĩa là không có những hoạt động bình thường suy giảm việc thực hành tôn giáo, thậm chí chối đạo, thậm chí bội giáo với một số người, tục hóa lan tràn, khủng hoảng niềm tin vào Chúa và vào giáo hội có nhàn nhãn trước mắt chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, người Kitô hữu chúng ta đã được rửa tội, đi theo Chúa vào trong lịch sử nhân loại, vào trong thế gian, thì chúng ta luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Chúng ta hãy kiên trì tin cậy vào cái quyền năng của Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành người giới thiệu Chúa Giêsu như Thánh Giuse, đi gieo rắc tin mừng. Tin mừng này là cái gì? Thưa, tin mừng này là một cái tin mừng của niềm vui, hòa bình, hạnh phúc. Và đỉnh cao của tin mừng này là tình yêu thương anh chị em với nhau, như Chúa căn dặn các môn đệ của Chúa, trong đó có tất cả chúng ta. Chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Cho nên dầu sớm hay dầu muộn, dầu khó hay dầu dễ, thì chúng ta cũng tiếp nối cái gương mẫu của Thánh Giuse, trao Chúa Giêsu cho thế gian bằng cách sống tin mừng và rao giảng tin mừng. Thưa anh chị em, trong năm đặc biệt về Thánh Giuse và trong mùa phục sinh, chúng ta hãy cố gắng noi gương Thánh Giuse
chúng ta hãy ngoan ngoãn vâng nghe những gì Thiên Chúa gợi ý cho chúng ta. Giống như Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi trở thành người tôi tớ trung tín của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, giới thiệu Chúa như Thánh Giuse đi gieo rắc tin mừng. Xin Chúa giúp chúng ta lắng nghe và sống với lời của Chúa, bởi vì lời Chúa nói với chúng ta là những lời đem lại sự sống đời đời.